Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình làm cái món là lẩu gà ức hiểm. Ở đây mình có hai con gà này, mình kiếm hai con gà tre nha. Đó. Gà thì mình cũng có làm sạch rồi nè. Cái này để mình chặt ra, rồi xong cái mình ướp để mình nấu. Gà tre hay gà tre hả? Gà tre mà cái kiểu giống như anh kêu quen á, là anh kêu gà tre không à. Với ở đây thì mình cũng có hái được mớ ớt nè, ớt hiểm. Cái loại này là ớt trắng nha. Thường thường mình cái ớt này là mình ăn cơm với cá kho đó, cái mình ra mình hái mớ vô cái mình ăn sống, ăn chung á. Đố cô An biết cái này cái gì nào nè? À, là ớt. Cái này anh đi hái á, cái xong mình bứt thêm mớ đọt ớt hiểm đi, lát cái mình nhúng vô lẩu gà nha. Mấy cái đọt này lát nhúng vô ngon lắm. Tại cái cây nó cũng không được non á, phải cái cây mà kiểu như nó mới lên á, nó đọt non nó nhiều. Ở đây thì mình hái được mớ này. Đó. Cái cây này có mấy clip trước cả nhà có hỏi mình ớt đâu nhiều á. Ở nhà mình trồng được khoảng 5-6 cây loại ớt này nè. 5-6 cây 11 cây phải không anh? 5-6 cây 11 cây. Này mình hái mớ à, chứ còn cũng còn nữa. Với đặc biệt là bên đây mình bữa nay mình nhúng với rau sống, mình có rau cải trời nữa nha. Đây. Đụng mớ rau cải trời nè. Để lát cái mình nhúng vô lẩu. Với bên đây cũng có mấy cái củ cải á, để lát mình cho vô, với xả, với nấm, với củ cải đỏ. Lát cái mình nấu với nước dừa. Hai trái dừa này chắc không đủ không? Của nhà không? Hai trái dừa này phải của nhà không? Ai biết đâu, hồi sáng thằng kia nó xách vô á. Để này anh cho ra đi. Giờ mình chặt mấy con gà để mình ướp. Mấy con gà tròn ha. Bữa nay không có con gà đen rồi. Có chân đen rồi được rồi. Chân đen hả? Để cái này mình chặt ra rồi cái mình ướp á. Cho cái này xuống. Thịt mập ha anh? Ừ, thịt không. Này nó không có mỡ. Nhà nuôi cho ăn lúa nào chứ không đâu á. Này mặc áo màu tím tình yêu luôn nè. Rồi, sao kỳ á, ai không làm cái mỏ? Sáng này ai mặn gà? Ai mặn? Em mặn á. Quên khứa cái mỏ. Bữa nay tự nhiên mưa ha. Nay ăn rau cải trời nè. Với lại mình quay ở ngoài đây á, để mình lấy cái cảnh ngoài sau cho nó đẹp nha. Với nó đủ sáng á. Còn mình quay trong chòi á, cái nó tới thui à, nó không có lấy đủ sáng được. Cái chòi đó là mình phải dỡ mấy cái vách ra mới lấy đủ sáng. Với lại lúc này mưa cái hướng mưa trên đây xuống nè. Cái mình cũng chưa có dám dỡ, để khoảng 1-2 tháng á, là bớt mưa rồi mình dỡ ra cho nó sáng. Hết mưa chứ, tại nay bão nó đi vô ra lại chứ. Nay làm món gì anh? Nãy anh giới thiệu rồi, lẩu gà ức hiểm. Bữa nay ngựa con nha. Chặt to to á, cạp mới hết. Chặt to to. Không, lát cái, có cái này là anh phải chặt to được. Nè cái này thấy không? Cái này để anh chặt to ăn cái. Cái này thì mình ăn không có được. Này để lát cho thằng cô em. Nay lòi lút luôn hai con luôn. Rồi, anh chặt xong rồi nha. Đây. Đây là mới thịt gà mình chặt xong rồi nè. Chặt xong rồi giờ làm gì nè? Giờ để mình ướp. Với ở đây mình cũng có bằm sẵn cái mớ tỏi với ớt á, với hành tím để mình ướp. Đây có đậu xả. Bữa nay là mình ướp với cái muối ớt nha. Cái này mình cho muối ớt vô. Với mình cho đường, bột ngọt vô. Mưa ớt này nhà làm ha anh? Ừ, mưa ớt nhà làm. Mình xay xong rồi á, cái mấy cái ớt mà ở nhà mình trồng á, cái mình lấy mấy cái ớt mà nó bị chấm kim á, cái mình bầm mình xay ra, mình làm mưa ớt.
này cho mớ hành tím rác mình phi. Còn chừa lại mớ lát cái mình cháy nha. Cháy với cái đầu chả. Này mình ướp trước á cho nó thấm gà. Rồi luôn, ai chặt vậy? Sao còn khúc này? Còn nguyên cái cánh luôn á. Nguyên cánh luôn. Cái mấy cái đùi á, mình chặt mình để nguyên cái đùi luôn nha. Lát cái mình ăn có đã. Qua cái mình nấu á. Cái trời này nóng mướt luôn. Mới cái trời nè. Nóng chèo đúng không? Ở đây tỏi với xả với hành tím á, nó cũng vàng rồi, mình cho gà vô luôn nha. Đây, gà mình ướp rồi nè. Mình cho vô mình xào xăng cái nha. Bữa nay đầy cái nồi luôn á. Rồi, cho lửa vô. Cái cục này nó không biết ai ăn nha. Nó dính luôn cánh. Ai lớn hơn người đó ăn trước. Thôi, nhường cho nhỏ đi, lát anh ăn mấy cục này nè. Mấy cục này anh ăn được rồi. Với lại với cục mấy cục này nè. Để cho lửa nó săn gà lại. Cho anh xin nước dừa đi. Đó, mấy cục thịt gà nó săn lại hết ha. Này mấy cái da rồi. Đó, săn lại. Rồi cho nước vô. Nước gì đó? Nước dừa. Ở đây thì mình cũng có cho một cái trái dừa vô trong cái thau này mình tráng cái nha. Mình cho vô. Còn trái nữa. Đó, lên màu rồi. Lên màu vàng vàng. Này nước dừa thiếu rồi, lát chút xíu nữa mình cho thêm cái nước kia vô nha. Thiếu nước dừa. Ở đây mình cũng có cái miếng huyết nè. Mình cho vô. Nóng ha. Chưa chưa. Để ngọt quá anh. Chưa chưa. Để anh niêm cái anh chưa biết vậy. Để anh đang cho thêm tí muối vô nữa đi. Cái đó muối ớt nha. Này mình cho thêm đường. Rồi. Mình cho thêm mấy cái củ cải vô luôn nha. Mấy củ cải, điểm đi. Này anh không biết, hai củ cải trắng, hai củ cải đỏ. Là bốn cái củ. Bốn củ mà nhiều khúc phải không? Nhiều khúc. Này để tí xíu nữa mình cho núm vô sao. Chặt chín ra cho núm vô. Ồ cái nồi chất lượng luôn á. Thịt quá trời luôn. Hai con luôn mà. Rồi, để đây cho nó sôi luôn. Ở đây cũng chín hết rồi nè. Rồi cái giờ mình múc ra cái nồi lẩu nha. Cái núm này nãy mình cũng có cho vô nữa. Anh mình không có quay lại. Thơm quá anh ơi. Ừ. Thơm không? Thơm. Thịt
nạ không à. Ừ. Để múc cái quyết nữa. Giờ để mình múc ra, mình cho lên cái bếp, bếp nhỏ. Rồi. Gà thì mình cũng có cho lên sẵn rồi nè. Rồi bây giờ cái mình cho cái ớt hiểm vô nha. Đây. Giờ hốt vô nha. Hốt vô luôn hả? Hốt vô. Gió cái nó đèn đèn á, nó sôi hết rồi. Cho vô. Hai nắm. Thôi hai nắm được rồi. Mình xin thêm miếng nữa nha. Trời ơi. Với ở đây là bữa nay á, là mình ăn lẩu gà hiểm này á. Mình nhúng có này là ớt hiểm, đỏ ớt hiểm này nha. Mình vừa hái được mớ nè. Với bên đây rau cải trời. Chấm với muối ớt. Để nặng tới chanh. Muối ớt tại nành á, mất tay á. Với ăn với bún nha, ở đây có bún nữa. Để mình trộn này lên. Rồi, xới em múc nó lên nè. Cho nó xuống đi. Cái nồi lẩu này ha, mình múc lên xong rồi, mình đốt hết một cục còn rồi. Mình cho thêm một cục còn nữa. Nó không có sôi ồ ồ lên á. Nó không được nhạy nữa phải không? Ừ. Gió kiểu gió thổi. Để cho nó chút xíu cho nó sôi lên mình thưởng thức. Rồi chơi đi. Anh ngồi lên ăn. Mà nghe tiếng mấy cài nó chạy ranh rách luôn. Mấy cài bị mất lầy rồi. Ê, để mình cho ra chén nha. Lẩu ớt hiểm là phải có ớt hiểm nha. Để mình nhúng mấy cái này vô. Ở đây mình cho miếng đồ ớt nha. Với rau cải trời. Cái trời mình lựa mình cắt mấy cái này nè. Nó non lắm. Mình chèo luôn không. Cái rau cải trời á, mình không có xịt thuốc gì á. Để tự nó lên à. Để tự nó ấy á. Nè nè, nhúng xuống nè nè. Nè nè. Xuống, nhúng cho vô xuống. Cái nó rượu thấy không. Mấy cái đọt ớt này á, mình nhúng vô nó lẹ lắm. Đây, để mình làm miếng đọt ớt nè. Rồi, chén đâu ok vô. Đây. Rồi. Chấm miếng muối. Xin mời cả nhà nha. Có mấy trái ớt non nữa nhai sạch sạch đã không? Với lại cái đọt ớt á, mình nhúng mà mấy cái lẩu vậy á, ngon dữ dằn luôn á. Đọt ớt này với mấy cái rau cải trời này. Làm mình nhúng không? Đi chợ cái đùi trước luôn nha. Làm đi. Bốn cái lận. Bốn cái. Này cầm luôn đi. Nhiều không anh? Ngon. Được. Mình nấu á, mình nấu với cái nước dừa, cái nước của cái nồi lẩu á, nó ngọt. Với mình cho thêm mấy cái nấm đồ xả nó thơm á. Với nhúng cái lẩu sống nè. Tại cái đợt này á, mấy cái đợt ớt hiểm á, nó hơi bị già nên ít. Chứ mà lúc trước á, nó nhiều á. Cho thêm miếng rau nữa. Cái rau cải trời á, mà mình ăn sống á, nó có cái vị hơi hăng hăng tí. Mà mình nhúng lẩu vô nghe là nó không có, không ngon nữa. Đố cô ăn cái máy đó máy gì? Máy cài. Máy thổi bùn. Máy thổi bùn à. Thổi cái đường giữa hả? Nhúng vô mà nó tái tái vậy nè ha. Mình nhúng cho nó tái tái vậy nè. Đó.
chấm vô đây một cái. Xin thêm cục ớt nữa nha. Cục ớt rồi nha. Cục ớt mặn. Kêu cọc cọc bọc 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 luôn nè. Mấy cái ớt á, mình nhúng vô cái nó tái tái cái ớt nó thơm không? Nó làm thật rồi. Tôi quên nữa nè, em xin cái giá xích vô đây nè. Dạ. Xích vô muốn tới không? Tới à, tay dài mà cũng mà không phải dượng dượng gọi tao dài nữa. Em nhúng cái này xuống nè, mà chín ha, nhúng cái nó rụt rụt. Em chen cái nước xong em gấp cái đó thử rồi, đừng để nó chín quá. Mấy cái đọt ớt á, cái mình nhúng vô nó vừa tái cái là mình chấm là ăn ngon. Em gấp thử rồi, gấp đại vô, nó chấm vô. Mấy cái trái ớt á, mình cho vô mình nấu chín vậy nó thơm với cái độ cay nó cũng ít nữa. Mời cả nhà. Nó không có cay dữ. Thường thường cái lẩu gà ớt hiểm này á, mình nấu với cái loại mà ớt xanh nha. Còn này là cái ớt cũng ớt hiểm nhưng mà ớt hiểm trắng. Cái cây này thì ở nhà trồng nè. Dạ đây bự bự để đây ha. Ừ, gửi rồi. Gửi tạm đó đi, tới anh đi chợ coi. Rồi em làm cái cánh gà nha. Có nước được không? Nước nó có nước, nước dừa ngọt. Ừ. Sao cái nồi này vớt đùi không vậy? Cái cây ớt hiểm này á, là cái hồi lúc trước á là mình xin cái hộp về. Mình xin hộp về rồi xong cái mình lấy cái hộp á mình phơi khô. Phơi khô xong mình làm cái đất cho nó xốp xốp tí á, cái mình rải lên là mình tưới à, không có xịt thuốc gì á. Đúng như có khi mình trồng trúng mà cây chỗ cái đất nó tốt á, cái cây nó lên như mình vậy. Rồi em làm cái đùi luôn. Còn cái mà giống như kiểu đất nó hơi xấu á, cái cây nó lên nó còi lắm, với trái nó không được nhiều á. Thường thường mà cái đất ruộng mà mới ủi á, mà mình ở nhà mình có đổ á, lấy cái đất đó trồng nó tốt dữ lắm. Còn có nhúm này nữa nha. Ăn mà ăn mấy cái lẩu này á, mình khoái mấy cái đọt ớt hiểm nè. Chúng nhúng vô cái ấy ra ăn liền ngon. Chén chén ơi. Nước dừa ngọt. Dừa không? Ừ. Nãy anh canh anh để cho nó hơi lạc lạc á, cái nó sắc xuống tí xíu là vừa ăn luôn. Mình chan bún á. Thì mấy cái củ cà rốt, củ cải rồi nữa, nó ngọt nữa. Nó mềm gà. Nè, thử đi, còn miếng nữa đó, thử cái đọt ớt hiểm ăn biết. Để nó rụt nha. Dạ. Thấm vô. Em làm thiệt rồi chứ, em không thử á.
Ngon không? Nó giòn nữa. Em tưởng cái trái của nó cay, hay tưởng cái đọt nó cũng cay luôn, ăn đâu có cay đâu. Ăn một lần rồi mốt kiếm không có á. Anh phái trồng cái hiểm nhiều vậy á. Cái mình lâu lâu mình có cái nấu lẩu vậy nè, cái mình hái cái đọt cái hiểm vô. Mình ăn nó giòn mà nó ngon nữa. Còn cái rau cây trời này nha, mình ăn sống nó có cái vị hơi hăng hăng tí, nhưng mà nhúng này vô nó không có. Rồi em làm cục cánh gà này á. Anh làm đùi nha. Ê. Với mình cũng có mới làm lại cái trang bay Facebook mới á. Cái bay kia bị khóa rồi. Có gì cả nhà vô cả nhà like cái trang bay nha. Với cái kênh TikTok của mình á, gõ chữ VT Nam là ra. Với Facebook cũng VT Nam nữa. Hạt giảm này nó ngon á. Ý cộng gì nè mẹ nó đâu đắng cắt nó dính vô làm luôn cái tô luôn đi, cái tô ăn cho đã mẹ. Thôi còn anh nữa mà. Thôi anh chén này anh no rồi, lát đi anh, lát anh ăn thịt làm tô luôn. Rồi em xin á, anh phá ăn rau à, cả nhà la em chết luôn. Mẹ còn cái đùi nữa nha. Rồi đùi này nó thấy rồi, anh để trên bếp á, hơi đục. Mình phải ăn mấy cái rau cho nó ngon. Rồi em làm đùi đủ một cặp rồi nha. Ăn cái tô ngại quá. Sáng làm mấy cái rau cả trời không thấy không? Tới mùa là nó ra thấy không? Nhảy lên con á. Mùa này mùa của rau cả trời. Nó còn gốc á, là ngay chỗ đó nó lên à. Của anh có mấy bụi mà nhiều ghê luôn á. Một bụi mà trổ ra mình hái cái đống luôn không? Cái đó, cái bụi, mấy bụi bự, bụi già đó anh chờ cho ra cái ra hộp á. Để anh ương thêm á. Nó già nó có hộp. Như cả trời của anh tới hai loại luôn mà. Làm củ cải đi. Nè, nãy hứa là cho nè, nó ngay cho nó bổ dữ lắm á. Bổ bề ngang á. Ôi.
nữa nè. Nãy vô xương của bên em nãy giờ em cạp xương nhiều lắm rồi đó. Đùi đồ. Giờ cả trời ngon. Giờ nó nóng rồi thôi không? Nước nó ngọt. Chưa. Nghe em nó đang vào cười thì muốn chặt luôn. Thôi tới đây thì mình cũng xin kết thúc video đây nha. Cả nhà nhớ vô like cái kênh fanpage ở trên Facebook mình á. Mới mình có để dưới phần bình luận á. Có gì cả nhà vô cả nhà like cho mình nha. Với kênh TikTok cũng tên là VT Nam. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc video đây. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ nha cả nhà.